Có ai tự hào vì sinh nhật rơi vào những ngày đặc biệt như tôi không? Tôi sinh ra vào đúng 0 giờ, khi tiếng chuông nhà thờ điểm đúng thời khắc đồng hồ chuyển từng nấc sang ngày 24 tháng 12, hay còn gọi là ngày Giáng sinh. Mỗi năm, tôi vẫn gặp gỡ gia đình và bạn bè vào ngày đặc biệt này. Nhưng năm nay quả thật là một năm đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ những cuộc gặp gỡ càng trở nên ít đi. Tất cả chỉ là những cuộc nói chuyện, những lời chúc chỉ đủ gửi trao cho nhau qua những chiếc khung hình nhỏ bé của màn hình máy tính hoặc điện thoại. Thế là sinh nhật năm nay chỉ có hai vợ chồng. Không khí tuy vắng vẻ hơn, nhưng khi nhìn cô ấy ở trong bếp, tôi thấy lòng ấm áp và nhẹ nhàng hơn. Những món ăn đều đong đầy tình cảm. Những khoảnh khắc cùng vợ nấu nướng, bày bàn tiệc có lẽ là món quà đặc biệt nhất đối với tôi trong ngày sinh nhật năm nay. Nhưng cũng có đôi khi lại gửi đến những điều bất ngờ. Happy birthday! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Một năm đặc biệt, và tôi cũng đã nhận được một món quà đặc biệt. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được cùng nhau ngồi trò chuyện, cùng nhau chia sẻ những món ăn ngon và kể cho nhau nghe những câu chuyện mà mỗi người đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi. Hãy trân trọng và tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp.